Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại do thiên tai hiện đang rất nghiêm trọng. Về nông nghiệp, 202.094 ha lúa, 39.298 ha hoa màu và 22.288 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Số lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng là 1.848 lồng bè, hơn 4.500 gia súc và gần 1,8 triệu gia cầm bị chết, chủ yếu ở Hải Phòng, Hải Dương và Thái Nguyên. Mực nước trên sông cầu Bắc Ninh đã đạt 7,79m, vượt báo động 3. Trên sông Hoàng Long, Ninh Bình đạt 4,93m, cũng vượt báo động 3. Các sông Thái Bình, Thương, Hồng và Lục Nam đang giảm chậm, dự báo sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức cao. Về đê điều, nhiều tuyến đê đã vượt mức báo động 3, đặc biệt trên sông Thao ở Yên Bái và Phú Thọ. Đã xảy ra 133 sự cố đê điều ở 12 tỉnh, thành phố, tăng 63 sự cố so với trước đó. Các địa phương đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn. Thiệt hại về người, đến sáng nay ngày 13 tháng 9, đã có 336 người chết và mất tích, cùng 823 người bị thương. Số nhà hư hỏng vượt 136.700, với hơn 67.600 nhà bị ngập, đã sơ tán 74.536 hộ và 130.246 người. Các cơ quan chức năng hiện đang duy trì trực ban 24/24 giờ và tiếp tục cập nhật tình hình để có phương án ứng phó kịp thời. Bão số 3 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và vùng nông nghiệp trọng điểm khu vực phía Bắc. Theo ước tính sơ bộ, về nông nghiệp, trên 160.000 ha lúa bị ngập úng, trong đó Hải Phòng 25.780 ha, Thái Bình 11.000 ha, Hà Nội 27.318 ha, Bắc Giang 17.138 ha, Hưng Yên 12.119 ha, Hải Dương 18.500 ha, Hà Nam 7.928 ha, Bắc Ninh 1.513 ha và Vĩnh Phúc 10.284 ha. Cũng có 30.700 ha hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu tại Hải Phòng 2.614 ha, Nam Định 509 ha, Thái Bình 3.345 ha, Hà Nội 4.046 ha và Hải Dương 3.000 ha. Thêm vào đó, 16.243 ha cây ăn quả bị hư hỏng, tập trung ở Hải Phòng 2.550 ha, Hà Nội 3.924 ha, Bắc Giang 1.927 ha, Thái Bình 1.385 ha, Hưng Yên 1.841 ha và Hải Dương 3.000 ha. 1.610 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, chủ yếu tại Quảng Ninh 1.000 lồng, Hải Dương 300 lồng và 1.313 con gia súc, 793.755 con gia cầm bị chết, trong đó Hải Dương 320.000 con gia cầm và Hải Phòng 345.610 con gia cầm. Mặc dù bão đã tan, nước các sông lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình vẫn đang tiếp tục dâng cao. Tại Thái Bình, huyện Vũ Thư đang gồng mình chống lũ, đặc biệt là các xã Bách Thuận và Dũng Nghĩa, với mực nước sông Hồng hiện đang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bách Thuận, cho biết vẫn còn 75 km đê bối, thiết kế đê ngăn lũ báo động số 2. Đây là trận lũ lịch sử đầu tiên từ năm 1996 đến nay. Thái Bình là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với ước tính sơ bộ lên tới 2.000 tỷ đồng. Toàn khu vực đã có 101.344 nhà bị hư hỏng. Những tỉnh như Nam Định, Hưng Yên và Hải Dương cũng chịu thiệt hại đáng kể, ước tính lần lượt đạt khoảng 200 tỷ đồng, 150 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. Người dân các địa phương hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang tiếp tục ứng phó với nước lũ đang lên, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tại Hải Phòng, đặc biệt là tại các vườn đào. Hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và xã Đặng Cương, huyện An Dương, hàng trăm hecta trồng đào bị thiệt hại nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cho biết, toàn bộ 245 hecta diện tích canh tác nông nghiệp của xã bị ảnh hưởng nặng nề. 3 trang trại chăn nuôi và 1 trang trại rau công nghệ cao cũng chịu ảnh hưởng lớn. Đặc biệt 17 hecta trồng đào có nguy cơ mất trắng do bão.
Nông dân trồng đào cho biết đầu tư trồng đào đòi hỏi vốn và công sức lớn hơn nhiều so với lúa hay hoa màu. Ông Hoàng Văn Bễ cho biết gia đình ông đầu tư gần 100 triệu đồng và dự kiến mất trắng năm nay do gió bão làm gãy cành, đứt rễ. Anh Vũ Mạnh Dương với vườn 1.000 cây đào trị giá gần 1 tỷ đồng cho biết không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng. Tại xã Đặng Cương, thiệt hại cũng rất nghiêm trọng. Anh Phạm Văn Hiến cho biết 800 gốc đào của gia đình bị thiệt hại khoảng 85% sau bão. Tổng đầu tư cho vườn đào của anh lên đến 800 triệu đồng. Nhưng năm nay không có thu hoạch, người nông dân trồng đào tại Hải Phòng đang phải đối mặt với khó khăn lớn. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần và nguy cơ phải thu nhỏ diện tích trồng hoặc là bỏ nghề. Họ mong muốn các cơ quan chức năng có các biện pháp hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển nghề trồng đào, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão số 3 Yagi. Bộ Tài chính đã đề xuất chính phủ bổ sung 150 tỷ đồng cho Lào Cai và 30 tỷ đồng cho Yên Bái từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2024. Số tiền này là bổ sung ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ Yên Bái trước đó. Theo báo cáo, bão đã gây ra thiệt hại nặng nề. Lào Cai, 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương, khoảng 9.172 nhà bị ngập, sạt lở, tổng thiệt hại ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng. Yên Bái, 50 người chết và mất tích, 30 người bị thương, 23.350 nhà bị hư hỏng. Diện tích cây trồng thiệt hại 4.946 ha, tổng thiệt hại khoảng 1.240 tỷ đồng. Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh phân bố và sử dụng kinh phí đúng quy định. Kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Nông Dân Online. Tôi là Việt Cường. Và tôi là Quỳnh Anh. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin mới nào đây? Hãy cùng với chúng tôi cập nhật trong 15 phút tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Lại thêm một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Đêm qua tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà xảy ra vụ sạt lở đất khiến cho 7 người chết và 11 người bị mất tích. Thông tin cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Thời điểm trên đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn, vùi lấp 8 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ phải mất gần 4 giờ đồng hồ ngược sông chảy từ Bảo Nhai lên mới tiếp cận được hiện trường. Đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã đưa được 11 người bị thương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn còn 11 người bị mất tích. Công tác triển khai tìm kiếm khắc phục hậu quả sạt lở gặp nhiều khó khăn do điểm sạt lở khó tiếp cận. Chỉ cứu hộ thành công, khu vực sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ông Trịnh Xuân Trường cũng cho biết thêm, sáng nay chó nghiệp vụ đã được đưa vào hiện trường của vùng lũ quét ở thôn Làng Nũ để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân. Thông tin cho biết 5 chó nghiệp vụ đang được rà phía dưới hạ lưu hiện trường vụ lũ quét lên phía trên. Trong sáng nay 12 tháng 9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong trận lũ quét vừa qua. Tại cuộc họp chỉ huy lực lượng tìm kiếm, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đề nghị lãnh đạo quyền Bảo Yên cho thành lập tổ đại diện của địa phương. Sáng nay tiến hành khảo sát lại địa hình để đánh giá hai bên nhằm xác định nguy cơ. Cùng lúc địa phương Kiểm Lâm, Lào Cai phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nũ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, những người đã tử vong hoặc còn đang bị mất tích.